Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Xe Cổ Miền Nam. Và ngày hôm nay các anh chị thì bên Huy mới vừa về một chiếc xe Fortuner, mà phiên bản này là phiên bản đặc biệt các anh chị, TRD Sport Turbo, phiên bản rất là thể thao. Thì như anh chị thấy ha, màu trắng là một trong những cái màu mà chỉ có trên phiên bản TRD Sport Turbo, với chiếc xe sản xuất vào gần cuối năm 2015, mẫu 2016 nha quý anh chị nha. Với thiết kế rất là đặc biệt thể thao như những cái off body này, anh chị thấy không? Nó cùng với cái mâm TRD, đấy, và tem nữa các anh chị. Thì ở trên chiếc xe này thì những cái điểm mà Huy rất là thích, thứ nhất là chiếc xe này được chủ xe bảo trì bảo dưỡng tại hãng cực kỳ kỹ, chỉ làm trong hãng thôi. Rồi điểm thứ hai nữa các anh chị, điểm thứ hai nữa là chiếc xe này với phần ngoại thất thì chủ xe dựng rất là kỹ. Anh chị nhìn nè, nhìn một vòng nha, nó không có bị trà xước gì cả. Đó là một cái điểm mà Huy cũng đánh giá rất là ok luôn ở trên chiếc xe này. Kiểu dáng thiết kế thể thao đẹp, được chủ xe bảo dưỡng hãng kỹ. Và cái điểm, một điểm nữa các anh chị, tuy là 2015 nhưng đây là cái mẫu 2016, cuối 2015 thì nó sẽ ra một cái mẫu nó khác hơn so với những chiếc xe 2015 các anh chị. Và như chị thấy nó sẽ có đèn LED chiếu sáng hàng ngày ở dưới cản, và nó thiết kế nó đẹp hơn, nó sắc nét hơn và nó hiện đại hơn cái mẫu 2015. Thì đây là chiếc xe có một số điểm như vậy. Còn phụ kiện thì Huy thấy là hầu như là đầy đủ hết, như là dán phim này, che mưa này, đó, rồi đầu DVD, DVD thì có việc mắt dẫn đường và có cả camera hành trình nữa các anh chị. Và chắc xe ngoài thất và nội thất của chiếc xe này còn khá là đẹp, được lót sàn đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ Huy cùng với quý cô chú anh chị mình sẽ tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản đặc biệt TRD Sport Turbo. Thì đầu tiên là Huy cùng với quý cô chú anh chị mình sẽ đi một vòng để xem xét tình trạng ngoại thất cũng như là hệ thống gầm của xe. Sau đó thì Huy sẽ mời quý anh chị cùng Huy đi xem chi tiết nội thất phần bên trong ạ. Ok, đây các anh chị, phần ga lăng được mặt chrome, chị nhìn nào, khá là sáng bóng nha. Đấy, xe biển số thành phố. Anh chị nhìn ha, lưới cản cũng khá là ok luôn. Rồi, gầm mệ ở phía trước. Đấy, anh chị thấy chưa? Và với chiếc xe này các anh chị thì anh chị mua về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Toyota Tân Cảng bên Huy sẽ tiến hành kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, làm đẹp lại toàn diện xe cho quý anh chị. Cho nên là không phải mua xe về và tốn thêm chi phí gì để sửa chữa xe đâu. Anh chị yên tâm nha. Đèn, đấy, cụm đèn rất là sáng bóng. Và đèn thì được trang bị, anh chị thấy có một cái bi cầu đúng không? Đây, đèn halogen dạng cái bóng chiếu anh chị, nó hồi tụ ánh sáng. Và đèn này chủ xe đi đậu trong mắt nhiều cho nên nó rất là sáng nha anh chị. Đó, anh chị nhìn nè, còn rất là mới luôn. Đây, phần đèn cản và đèn chiếu sáng ban ngày ở phía dưới, đèn LED nha anh chị nha. Đây, rồi mình sẽ đi sơ lược ha, phần ngoại thất. Đây, phần vỏ đó anh chị, thì vỏ còn rất là dài. Rất là dài luôn. Đây là những cái gai gió. Chủ xe mới thay vỏ các anh chị, tuần thứ 51 của năm 2022, tức là mới đây, mới thay thôi. Rồi, tháng trước là tháng đĩa nha, tháng đĩa. Chị nhìn bên trong này, mọi thứ ok nha. Thì phía Toyota Tân Cảng bên Huy thì sẽ cam kết xe không bị lỗi, không bị đông đụng, không bị ngập nước bằng văn bản quý anh chị. Và có chính sách bảo hành về động cơ hộp số đầy đủ. Cho nên anh chị mua xe tại hãng bên Huy yên tâm nha. Đó là yên tâm. Bên Huy là đại lý chính hãng của Toyota luôn chứ không phải là một cái showroom nhỏ lẻ gì đâu. Đây là gương, gương thì có chỉnh điện, có đèn xi nhan trên gương và có thể cặp điện luôn. Và đây là cái phần cái inox để bảo vệ cái mặt gương, mất cấp hơi nhiều cho nên là chủ xe khá là kỹ. Đấy, như chia sẻ dán phim, phim cách nhiệt là xịn nha anh chị, cách nhiệt tốt. Và đây anh chị nhìn ha, nước sơn đó, rất là đẹp. Không có bị trà xước hay mất méo gì. Thì xe này thì chủ yếu là bên Huy về làm aru, vệ sinh sạch sẽ, làm đẹp xe thôi. Đó, cho anh chị không phải lăn tăn nha. Cửa trước anh chị, cửa trước. Còn hai cửa trước sau ở phía bên tài là Huy có kiểm tra rồi, mà nó chưa có sơn lại nha anh chị. Nước sơn còn zin, còn zin. Ok, đây, ốp, về. Đây, về. Anh chị thấy độ đều màu ha, độ đều màu. Rồi khe hở với các chi tiết, anh chị. Đó, phần cản này ngon rồi, chị thấy không? Khá là mới luôn. Và vỏ sau bên tài thì cũng rất là dài. Thì đây là một chiếc xe mà vỏ chủ xe đã thay mới rồi anh chị. Thay mới rồi thì anh chị mua về chỉ việc lái xe về đi và đi thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Đèn sau cũng sáng trưng ha.
2016 và phơm 2016. Phơm này nó đẹp, nó đẹp hơn 2015 anh chị, nó đẹp hơn. Nó vỏ sơ cua đó anh chị nhìn nè, còn khá là dài luôn, gầm bệ đấy, rất là đẹp. Rồi có bảo vệ cái gặp mưa sao luôn. Chủ xe rất là kỹ anh chị, ốp ở phía sau mặt rơm chữ Fortuner, nó giúp cho cái phần phía sau nó sáng lên. Ốp body anh chị thấy không, nhìn nó thể thao, nó thể thao, khe hở cho các chi tiết. Thì đó, thì Huy cũng gửi đến cho quý anh chị rõ hơn về cái mẫu xe này, như là phần ngoại thất thì quay cũng khá là chi tiết ha. Nó để cho anh chị mình xem, mình xem qua. Một cửa, một bốn cửa còn nguyên bản anh chị, nước sơn bốn cửa còn zin luôn ta. Vì hả? Vì cái cửa này á thì nó có cái thường anh chị nên sơn lại nó bị cái gờ này, còn này chưa có sơn lại, còn nguyên luôn anh chị. Wow, 2015 mà bốn cửa còn nguyên zin thì thực sự hiếm nha, thực sự hiếm lắm anh chị. Thì đây là một trong những cái xe mà Minh Huy mới vừa lái về thôi, chưa có làm aru, chưa có vệ sinh gì hết, và hiện tại là bốn cửa còn nguyên zin cái gì nha, chưa sơn. Tuyệt vời luôn. Thì đó là một cái điểm mà Huy đánh giá sơ lược để cho quý cô chú anh chị mình xem, để mình nắm về cái thông tin xe. Rồi anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ để Huy tư vấn cho anh chị được rõ hơn. Và phần vỏ đó, thì anh chị mua xe này về thì được gì, vỏ chủ xe thay hết rồi, thay mới rồi anh chị. Thay mới rồi, tuyệt vời đúng không? Còn sơn thì bốn cửa là Huy thay nguyên zin rồi, và mọi thứ nhìn nó hài hòa và nó đẹp. Còn anh chị mua về thì mình chỉ việc cái xe về và đi thôi. Cá nhân đi bảo dưỡng kỹ thì động cơ máy móc một số gầm bệ thì anh chị yên tâm rồi, bảo dưỡng kỹ mà. Rồi ngoại thất thì như Huy chia sẻ, nước sơn cái đồ nguyên bản còn rất là nhiều nha quý anh chị, rất là nhiều. Huy không đánh giá là nó zin 100%, nhưng mà bốn cửa là Huy thấy là zin rồi đó, là khả năng là thường là mấy cửa hay bị trài xước, nhưng mà xe này thì ok, tuyệt vời. Rồi rất là hiếm những cái sản phẩm mà xe TRD Sport Turbo mà 2015 mà nó vẫn còn nguyên zin bốn cửa nha chị, rất là hiếm. Huy chia sẻ như vậy. Rồi tiếp theo Huy mời quý anh chị cùng Huy đi xem nội thất cũng như là động cơ. Ok các chị, đây là phần nội thất bên trong. Thì Huy đang ngồi trên ghế trước bên tay, với thiết kế kiểu dáng và những cái điểm ở trên chiếc xe này mà Huy rất là thích. Thứ nhất là đầu DVD các chị, thì đầu DVD này thì có tính năng dẫn đường, có tính năng dẫn đường nha quý anh chị nha. Việt Map S1 dẫn đường và cảnh báo tốc độ, đây là một trong những cái phần mềm mà được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng và rất là thích luôn. Nó chỉ khá là chính xác nha quý anh chị nha. Và điểm thứ hai nữa là hệ thống điều hòa, thì không phải là sử dụng hệ thống điều hòa bình thường mà sử dụng hệ thống điều hòa tự động. Anh chị chỉ cần đưa cái nhiệt độ mình mong muốn là cài đặt là bao nhiêu thì hệ thống sẽ tự động điều khiển tốc độ gió cũng như là điều khiển độ mở của gió, để sau đó làm sao cho anh chị sẽ đạt tới nhiệt độ đó nhanh nhất. Và một điểm thứ ba là cái phần táp lô của anh chị. Đây, táp lô đó, anh chị thấy không, nó rất là đẹp, nó rất là đẹp luôn. Xe này chủ xe đi giữ rất là kỹ mới được cái phần táp lô đẹp như thế này. Và không chỉ là phần ngoại thất cái độ nguyên bản zin của bốn cửa, mà phần nội thất bên trong cái độ nguyên bản độ zin còn rất là nhiều luôn. Vô lăng anh chị nhìn này, những cái găng như thế này. Và vô lăng này vô lăng 4 chấu, nhìn anh chị nhìn không, cứng cáp. Fortuner, hộp số thì trang bị là hộp số tự động nha quý chị. Cần thắng tay này, cần số này, mọi thứ còn rất là đẹp, và khu vực này nó không có bị trầy xước gì là đáng kể đó anh chị thấy không? Vị trí để ly nước, ly cà phê, mới vừa lái về bên tôi chưa có dọn dẹp gì hết, anh chị thông cảm nha, nước nôi đồ còn lung tung. Rồi đây là phần ghế này, thì phần ghế là da, bọc da thì nó theo xe rồi, theo xe, da theo xe cho nên rất là xịn luôn. Rồi ở trên trần thì màu mọc kem, và trần thì còn khá là mới đấy. Rồi anh chị cùng Huy ha, mình sẽ đi xem cái phần nội thất, sau đó mình sẽ xem qua cái phần động cơ, bằng đập thắng, bằng đập ga này. Còn ghế thì sử dụng là ghế chỉnh điện nha quý anh chị. Đây, ghế chỉnh điện này, chỉnh điện 8 hướng, còn ron, rồi bù lon con tán, mọi thứ là còn rất là đẹp, còn nguyên bản theo xe. Đấy, xe này có chống trộm luôn. Đây tóc bi cửa này, rất là mới nha quý anh chị. Vị trí này mình để chai nước. Bật lên xuống thì chủ xe có trang bị miếng chống trầy. Và một điểm nữa anh chị, có camera hành trình nha. Camera hành trình này là nó ghi hình trước sau luôn, rất là xịn. Rồi mình sẽ đi một vòng nữa. Rồi đây là phần tắp bi cửa
sau bên tài đó anh chị nha. Những cái phần này nó không bị tróc, thường một số xe thấy nó hay tróc, nhưng mà xe này đi kỹ không tróc. Này da này đó, này tapi nhựa đó, anh chị thấy không, đẹp ha, không có bị xước sắc gì đó. Vị trí để che nước lên xuống này, lót sẵn simili này. Ở phía sau thì chúng ta ngồi được ba người, nếu như đi hai người thì mình có thể để cái tựa tay này xuống. Vị trí này thì mình sẽ đi ly cà phê, đi nước mình uống. Rộng rãi ha. Xe có hai dàn lạnh và mỗi hàng ghế đều có bố trí những cửa gió điều hòa như thế này. Thì Huy quay số lượt chú ý của chú ý chị mình nắm về chiếc Fortuner TR Sportivo. Dãy sau thì ít khi sử dụng, cái xe này gia đình đi không nhiều, cho nên là dãy sau cùng dường như là rất ít khi được sử dụng. Tapi cốp đấy còn rất là mới luôn, 2015 mẫu 2016, gia đình đi kỹ. Những cái phần ở bậc lên xuống này thì chị thấy không, khá là mới. Xe này mới vừa về bên Huy chưa có làm maru, chưa có vệ sinh gì hết, thì chắc cũng khoảng mất vài ngày để bên Huy làm đẹp. Do là cái lượng xe bên Huy về cũng hơi đông quá chị, hơi nhiều, cho nên là xe nào về trước thì bên Huy sẽ tiến hành làm trước. Cho nên là xe này thì cũng mới vừa về, cho nên là cũng phải mất vài bữa nữa. Đó vậy ha, tapi cửa sao phải. Mà đối với chiếc xe này thì làm maru vệ sinh cũng rất là nhanh, và về ngoại thất thì cái độ nguyên bản và Huy thấy hầu như không cần phải sơn đó, không cần phải sơn thì thấy nó không có bị trầy xước gì cả. Này tapi cửa trước bên phải anh chị đây đó, anh chị thấy không, xe rất là nét luôn. Rồi nội thất thì như anh chị thấy ha, đẹp, xe này công nhận là nội thất đẹp. Còn động cơ đây các chị, đó động cơ keng không, rất là keng luôn. Vì mua về chỉ việc lấy xe về sử dụng thôi, không phải làm bất kỳ vấn đề gì cả, nó rất là êm luôn. Và đây là heo thắng này, có hệ thống chống bốc cứng phanh ABS nha quý vị. Đây, đây cầm ABS này, hệ thống điều khiển, còn từng ống cao su này đó, nó không bị dây sặn hết á, còn rất là mềm và rất là ok luôn. Đấy, chỉ cái tem ở trên thân máy này đó, ok nha quý vị. TR Sportivo đây, cabo còn nguyên zin luôn, ốc cabo đây. Đó thì Huy cũng thông tin sơ lược cho quý chú anh chị mình nắm về cái phần nội thất của chiếc xe này. Và hiện tại thì với cái chiếc xe mà 2015 mẫu 2016 này á, thì bên Huy đang niêm yết giá là 583 triệu quý anh chị, 583 triệu. Và phía tài chính Toyota thì chỉ hỗ trợ những xe 26 lên thôi, cho nên anh chị nào mà thích, lỡ mà thích rồi đó thì rồi cố gắng xoay rồi mua, chứ còn ngân hàng thì không hỗ trợ được chú anh chị, cho nên thông cảm cho Huy nha, đó là quy định của phía ngân hàng. Ok rồi, thì Huy cũng giới thiệu sơ bộ cái phần nội thất cho quý của chú anh chị mình xem. Thì quý anh chị nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì liên hệ sớm nha, vì đây là một trong những cái mẫu xe mà thực sự có rất là nhiều khách hàng quan tâm, vì nó đẹp, nó thể thao, nó hiện đại, nó không có bị lỗi thời. Ok rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo, và kính chúc quý của chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Và cảm ơn rất là nhiều những quý cô chú anh chị đã ủng hộ Huy cũng như là Toyota Hiroshima tất cả ạ. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ.